Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Cùng với việc thực hiện các biện pháp chống dịch theo chỉ thị 10, thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều biện pháp mới để chặn đứng các chuỗi lây nhiễm COVID-19. Ngân hàng Aurora của Nhật Bản tài trợ 5 triệu yên cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với mong muốn cùng chung tay với chính phủ Việt Nam chiến thắng đại dịch. Ngành nông nghiệp và đặc biệt là xuất khẩu nông sản tăng trưởng toàn diện trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục khẳng định vị thế là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch theo chỉ thị 10 của thành phố, kể cả trong công tác xét nghiệm, lấy mẫu hay là tiêm vaccine COVID-19, tránh tình trạng tụ tập, tập trung đông người. Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong 10 ngày nay, số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có ngày nào dưới 3 con số. Gần đây, số lượng tăng nhanh, qua đánh giá khảo sát vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực hiện chỉ thị 10. Phải tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm. Đối với những trường hợp không thực hiện tốt cái quy định trong các bộ tiêu chí các đồng chí và trong áp dụng thực hiện chỉ thị. Trong công tác xét nghiệm thì chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương, các quận huyện, các đồng chí chủ động, chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội, cho nên công tác xét nghiệm này phải được phân bố theo cái hướng giãn cách, kể cả về thời gian, kể cả về địa điểm. Như là hôm rồi chúng tôi có đi kiểm tra ở quận Tân Phú với cả anh Mẫn, chủ tịch, thì phải nói là cái lượng người ngoài đường rông rắn lên mây, cho nên là rất là ảnh hưởng đến cái công tác đó. Mà chúng ta đang thực hiện giãn cách thì cũng đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm cái chỉ thị 10 của thành phố, kể cả trong vấn đề lấy mẫu xét nghiệm, kể cả trong vấn đề tiêm vaccine. Bộ Y tế cũng cho biết sáng nay có 400.000 liều vaccine đã về sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến sử dụng cho thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Bộ cũng dự kiến sẽ phân bổ cho thành phố một số lượng lớn, gần 1 triệu liều trong thời gian tới. Nói cho nó rõ, tổ chức và tổ chức cho thật chặt chẽ, cho thật cụ thể, có chỉ huy, có lãnh đạo, có phối hợp, chứ không để là làm tự phát hay là làm một cách nghĩa là bị động. Hơn 270 tỷ đồng vật tư, trang thiết bị y tế đã được doanh nghiệp trao tặng thành phố Hồ Chí Minh. Đợt quyên góp này nhằm phục vụ cho nhu cầu tăng 10.000 giường bệnh của thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhận định tốc độ lây lan của biến thể virus Delta rất mạnh và số ca COVID-19 có khả năng là vẫn còn tăng trong những ngày tới. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Công Thương có phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân trong tình hình tạm dừng hoạt động của một số chợ truyền thống, siêu thị để phòng chống dịch bệnh. Vâng, còn tại tỉnh Nghệ An, từ 0 giờ sáng nay thì thành phố Vinh đã nới lỏng các biện pháp chống dịch. Cụ thể là chuyển từ cách ly theo nguyên tắc chỉ thị 16 sang thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 15. Riêng một số khu vực có nguy cơ cao trong thành phố Vinh vẫn tiếp tục phải cách ly. Quan điểm của tỉnh Nghệ An là nới lỏng nhưng không buông lỏng. Địa phương này sẽ tiếp tục quản lý chặt các chợ dân sinh, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, tiếp tục truy vết triệt để, thực hiện đúng yêu cầu, khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp để tạo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong lúc này tại Quảng Ngãi thì số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại tâm dịch là phường Phổ Thạnh và Phổ Châu của thị xã Đức Phổ vẫn chưa giảm, thế nhưng cơ bản là đã được khoanh vùng. Đến nay thì chưa phát hiện yếu tố lây nhiễm ra bên ngoài khu vực cách ly y tế. Sau 6 ngày dốc toàn lực để truy vết, lấy mẫu, ngành y tế đã phát hiện 94 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đã cách ly tập trung hơn 1.100 người là F1 và hơn 3.200 người là F2. Những nơi có dịch tễ cao đã được khoanh vùng, nâng công suất xét nghiệm để có kết quả nhanh nhất. Cơ bản đến thời điểm này, các nguồn lây đã được xác định và khống chế, chưa có yếu tố lây nhiễm ra ngoài khu vực phong tỏa. Qua cái truy vết nhanh và cái xét nghiệm sàng lọc cũng như xét nghiệm mẫu gộp thì cơ bản thì chúng ta đã xác định được cái
nhận định ban đầu về cái nguồn lây cũng như là các cái yếu tố dịch tễ có liên quan. Với cái số lượng mẫu mà chúng ta đã tiến hành làm trong những ngày qua và cái nhận định tình hình thì cái cơ bản cái ổ dịch về tại địa bàn phố Thạnh và phố Châu nó vẫn còn tiềm ẩn có nhiều yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên do cái thực hiện cái lệnh của Chủ tịch Ủy ban tỉnh ban hành cái chỉ thị 16 rất là sớm, cho nên cái vấn đề lây lan trong cộng đồng các cái địa phương lân cận nó có phần hạn chế rất là nhiều. Thị xã Đức Phổ cơ bản đã khoanh vùng xử lý các yếu tố dịch tễ ngay trong khu vực phong tỏa, tránh lây nhiễm ra các địa phương lân cận. Thiếu vaccine là rào cản lớn trong công tác phòng chống dịch. Thấu hiểu được điều này, thì ngân hàng Aozora của Nhật Bản, một ngân hàng đang có nhiều hoạt động gắn bó với Việt Nam, đã quyết định sẽ tài trợ cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với mong muốn là cùng chung tay với chính phủ Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19. Trong buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Ito Takeshi, giám đốc điều hành ngân hàng Aozora cho biết, ông đánh giá cao ý tưởng thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam và ngân hàng Aozora sẽ tài trợ 5 triệu yên, tương đương với khoảng 1 tỷ đồng cho quỹ. Ông hy vọng đóng góp nhỏ của ngân hàng Aozora sẽ phần nào giúp Việt Nam bổ sung kịp thời nguồn vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Chúng tôi biết Việt Nam đang thiếu vaccine. Với tư cách là tập đoàn có quan hệ gắn bó với Việt Nam, chúng tôi đã quyết định đóng góp cho quỹ vaccine với mong muốn tình hình dịch bệnh sớm kiểm soát và hoạt động kinh tế xã hội sớm trở lại bình thường. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bà Lâm Thị Thanh Phương đã trân trọng cảm ơn ngân hàng Aozora đã hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine của chính phủ Việt Nam. Sự ủng hộ của ngân hàng Aozora nói riêng và các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung sẽ là một trong những động lực quan trọng giúp chính phủ Việt Nam đẩy nhanh công tác tiêm chủng và sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19. Số tiền ủng hộ đã được trao tượng trưng cho đại diện Đại sứ quán và sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của quỹ vaccine. Trong phần tiếp theo của chương trình, luật cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực, cùng với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần cải cách thủ tục hành chính hướng tới chính phủ số, công dân số. KOC, hình thức marketing mới đang nở rộ, tác động mạnh mẽ đến quyết định mua hàng của nhiều người bằng đánh giá của những người dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường. Thưa quý vị, kết quả tinh giản biên chế đến nay đã vượt mục tiêu 10% đề ra cho giai đoạn 2015-2021. Theo đó, thì cả nước đã tinh giản được trên 684.000 người là đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Các quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với hàng chục ngạch công chức và hàng trăm chức danh viên chức cũng đã được đề xuất bãi bỏ. Đây là những kết quả đáng chú ý được công bố tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của ngành nội vụ. Các kết quả trên là nỗ lực của toàn ngành trong xây dựng thể chế, cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở các bộ, ngành, địa phương. Trong 6 tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo, Bộ Nội vụ xác định tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa chính phủ với các bộ ngành và giữa cơ quan trung ương với chính quyền địa phương, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, luật cư trú năm 2020 và thông tư 55 hướng dẫn luật cư trú có hiệu lực, chính thức chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử cũng đã chính thức đi vào hoạt động. Khi đó thì sẽ chia sẻ đồng bộ dữ liệu với các bộ ngành địa phương. Đây chính là nền tảng để việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho người dân. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, khi người dân như ông Thức đến công an phường làm một số thủ tục, sổ hộ khẩu giấy sẽ được thu lại. Thông tin trong sổ hộ khẩu được số hóa. Người dân như ông Thức sẽ được cấp một giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị như sổ hộ khẩu giấy để đi thực hiện các giao dịch. Cái này là tôi thấy rất tiện ích và thuận lợi ở cái chỗ là ta có thể làm ở bất cứ một chỗ nào và ta không khi có việc thì ta không cần phải quay về nơi cư trú thường trú của mình. Tôi thấy là rất là tiện ích. Cán bộ công an phường như anh Tuấn sẽ làm việc trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được liên thông kết nối với tất cả bộ ngành.
chỉ cần nhập số căn cước công dân, thông tin công dân đã hiển thị đầy đủ. Với hệ thống luật cư trú mới hiện nay đã giảm thiểu rất nhiều các loại giấy tờ, đã giúp cho tôi rất nhiều thuận lợi trong việc sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, giúp ngắn cho thời gian giải quyết các thủ tục cho công dân rất nhiều. Người dân còn được hưởng nhiều tiện ích như đăng ký thường trú, thời gian giảm từ 15 ngày xuống 7 ngày so với trước, từ 3 bước thủ tục xuống còn 1 bước. Hay người dân có chỗ ở hợp pháp là có thể làm thủ tục đăng ký thường trú luôn, thay vì phải tạm trú 3 năm như trước đây. Với một tinh thần khẩn trương, thì lực lượng công an nhân dân đã xây dựng thành công hai dự án này. Chúng ta cũng đã tạo ra được một cơ sở hệ thống dữ liệu về dân cư tập trung thống nhất từ trung ương đến cơ sở, chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công giấy tờ sang ứng dụng cái khoa học công nghệ, hình thành và góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân là hai dự án tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, bảo mật thông tin cá nhân ở mức cao nhất, lưu trữ quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin. Hai hệ thống này chính là nền tảng để việc thực hiện các thủ tục theo luật cư trú được hiệu quả, thông suốt, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế xã hội, hướng tới chính phủ số, công dân số. Nông nghiệp tiếp tục làm tốt vai trò trụ đỡ của nền kinh tế khi mà vừa đảm bảo lương thực thực phẩm trong nước, vừa hướng ra xuất khẩu. Đó là nhận định về ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Để có thể trở thành bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế, thì nông nghiệp Việt Nam được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, cùng với sự chung sức chung lòng của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân. Sản lượng của vụ lúa đông xuân thì đã tăng hơn 670.000 tấn so với vụ đông xuân năm ngoái. Đàn lợn, đàn gia cầm phục hồi mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm tăng 3,8%, trong đó thủy sản chăn nuôi tăng cao nhất. Tốc độ tăng GDP ngành nông nghiệp đạt trên 3,6%. Mặc dù chịu tác động từ đại dịch COVID-19, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản nửa đầu năm nay vẫn đạt hơn 24 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Vâng, mức tăng trưởng tới gần 30% giá trị của xuất khẩu nông lâm thủy sản so với cùng kỳ đã cho thấy nỗ lực thế nào của ngành nông nghiệp trong 6 tháng qua. Trong đó thì nông sản được coi là điểm nhấn với những mặt hàng chủ lực như là gạo, hồ tiêu, rau quả. Tại một hội nghị gần đây, thì người đứng đầu ngành nông nghiệp đã khẳng định cần phải nhìn thẳng vào thách thức để tiếp tục thay đổi, chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trước mắt là hoàn thành mục tiêu kép của năm nay. Gạo, cao su, hồ tiêu, rau quả, thủy sản, đồ gỗ là những nông sản có đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu khi giá bán tăng cao. Gạo xuất khẩu của Việt Nam có thời điểm giá đã vượt gạo Thái Lan. Có mặt tại thị trường Mỹ vào tháng 5 vừa qua, gạo ST25 đã mở ra một triển vọng mới cho thương hiệu gạo Việt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản cả năm 45 tỷ đô la Mỹ, tức là cao hơn chính phủ giao 3 tỷ đô la. Lâm nghiệp, thủy sản sẽ là những lĩnh vực phải tăng giá trị cao để bù vào những sản phẩm dự kiến không đạt chỉ tiêu. Trong bối cảnh COVID-19 còn tiếp tục tác động, việc nhận diện những thách thức để có giải pháp từ sớm là hết sức cần thiết. Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản hiện nay là cái luật bảo vệ động vật hoang dã của Mỹ nó còn hơn cái thẻ vàng của EC. Thế là tới đây mà đánh giá cái quản lý của chúng ta không tương đương thì có thể là mấy trăm triệu mà chúng ta đang xuất khẩu đi Mỹ sẽ bị dừng luôn chứ không có thẻ vàng cảnh báo kiểm tra. Đây là một trong những cái đối với lĩnh vực khai thác rất là nặng. Cái thứ hai là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thì nó có một cái bối cảnh đặc biệt là chúng ta đang có nói nhiều về tôm, một cái lợi thế tôm. Hiện nay là các vấn đề về ô nhiễm do xả thải của các vùng nuôi công nghiệp hiện nay rất lớn. Công nghiệp phụ trợ thì hiện nay là đang rất là khó khăn trong cái việc nhập khẩu. Sản nguyên liệu gỗ, gỗ tròn, gỗ sẻ nhập khẩu cũng khó khăn. Thế và đặc biệt là một số những cái nước mà có cái nền quản trị nông nghiệp phát triển thì hầu như là hiện nay cái số lượng này đều giảm cả. Để tiếp tục duy trì hai thị trường lớn của nông sản Việt Nam là Mỹ và Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đàm phán trên cơ sở tăng cường sản xuất theo tiêu chuẩn,
có mã số và phát huy vai trò tư vấn của các tham tán nông nghiệp. Khoai lang, sầu riêng tiếp tục là những nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trong thời gian tới khi hai bên đang hoàn thiện thủ tục đánh giá. Còn lúc này, ngành thủy sản cần phải nỗ lực hơn nữa trong gỡ thẻ vàng khi tháng 8 tới, phía Ủy ban châu Âu sẽ có những đánh giá lại. Vâng, những khó khăn như vừa qua và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã chứng minh nếu chủ động sớm các giải pháp hợp lý thì vẫn tìm ra được mô hình tăng trưởng hiệu quả. Đợt dịch Covid lần thứ tư này đặt ra không ít khó khăn, thế nhưng cũng là cơ hội để sản xuất nông nghiệp phải thay đổi để thích ứng lâu dài. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tư duy, biết thị trường từ khi gieo hạt, đó là đòi hỏi đặt ra cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Vụ vải năm nay đã là bài học cho các địa phương trọng điểm về sản xuất nông nghiệp. Được mùa chưa từng có, nhưng ngay cả khi là điểm nóng dịch bệnh thì quả vải Bắc Giang vẫn được tổ chức tiêu thụ tốt. Lần đầu tiên triển khai bài bản thương mại điện tử đã góp phần tăng tỷ lệ tiêu thụ trong nước lên gần 65% sản lượng và xuất khẩu thuận lợi. Ai mà cũng làm như Bắc Giang và Hải Dương cũng như là Sơn La thì rất tốt. Chủ động ngay từ các cái khâu giám sát đầy đủ theo các cái quy trình mà phía các cái nước nhập khẩu người ta yêu cầu. Cái thứ hai nữa là rất rõ ràng, minh bạch trong các cái mã số. Hướng tới tất cả các cái sản phẩm sau này phục vụ trong nội địa cũng phải có các cái mã số vùng trồng để phục vụ cho cái việc là một là truy xuất. Cái thứ hai nữa là cũng tạo một trong một cái thói quen trong cái quá trình sản xuất chuyên nghiệp hơn. Chúng ta tiến tới một chính phủ, một nền nông nghiệp điện tử, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Thì đây là những cái mà tôi thấy là một cái bài học trong nhiều năm qua. Thứ nữa là như chúng ta biết, trước khó khăn như thế vẫn đạt được những chỉ tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp. Thì vấn đề là phải dự báo, dự đoán và phải chuẩn bị những cái phương án đáp ứng được cái yêu cầu khi những cái tình huống xảy ra. Thị trường cho xuất khẩu nông sản quý 3 được dự báo là khả quan khi nhiều thị trường quan trọng như Mỹ đã khởi sắc trở lại. Hiện tôm xuất khẩu sang Mỹ đã tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Đây cũng là lúc cần tiếp tục có những hoàn thiện mô hình tăng trưởng. Trong cái mô hình tăng trưởng tới thì cần phải đầu tư mạnh hơn nữa về con người, về phần nhân lực, các cái về đào tạo liên quan đến câu chuyện ứng dụng công nghệ, rồi tăng cái lượng đào tạo về để mà thúc đẩy cái chế biến, thế rồi thúc đẩy cái sản phẩm ô cốp ở các địa phương. Thì các cái mô hình này nó chứng minh rằng là chúng ta không hoàn toàn có thể vào thị trường thế giới bởi những cái mô hình farm, những cái nông hộ rất là nhỏ, chỉ vài nghìn mét vuông thôi, nhưng mà sản phẩm của chúng ta vẫn có thể đến được với thế giới. Nhưng phải minh bạch, nhưng phải chất lượng cao. Và rõ ràng là minh bạch, chất lượng cao cộng với lại công nghệ nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao được cái thu nhập. Và cái đấy là cái quan trọng nhất. Thưa quý vị, trong thời kỳ bùng nổ của mạng Internet như hiện nay thì chúng ta đã quá quen thuộc với các KOL, những người mà có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, tham gia vào các chiến dịch truyền thông để tăng độ nhận diện thương hiệu. Thời gian gần đây thì có một hình thức marketing mới đang nở rộ, đó là KOC, là viết tắt của từ Key Opinion Consumer, tạm dịch là những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường. Công việc của họ thì là thử nghiệm các sản phẩm, các dịch vụ, rồi sau đó đưa ra những nhận xét đánh giá. Với lợi thế như vậy thì các KOC đã tác động mạnh mẽ đến quá trình quyết định mua hàng của người dùng bởi vì tính khách quan và chuyên môn đáng tin cậy của mình. Mời quý vị cùng tìm hiểu về xu hướng mới này qua phóng sự sau đây. Nghe đánh giá cá nhân về chiếc Xperia 1 Mark 3 này, mình mới mua với giá 20 mấy. Bên cạnh công việc chính là một người làm nội dung trên mạng xã hội, anh Trần Xuân Vinh còn thường xuyên chia sẻ những video đánh giá các sản phẩm công nghệ hay gia dụng do chính mình trải nghiệm lên Facebook. Thực ra là cái việc mà KOC xuất hiện thì đáng lẽ ra nó sẽ có từ rất lâu rồi. Chứ còn bản thân mà người dùng mà mua về sản phẩm cũng như review họ có rất nhiều, dễ dàng tìm thấy ở các cái comment, ở các cái video này, hay là ở trên các cái bài viết ở trên mạng hay các cái forum. Thì bây giờ là do có sự bùng nổ các group ở trên Facebook thì bắt đầu là xuất hiện các KOC ngày càng đông đảo hơn. Theo báo cáo quảng cáo và niềm tin toàn cầu của Nielsen, 92% người tiêu dùng giờ đây tin vào giới thiệu của bạn bè, người thân và những người họ tin tưởng hơn là quảng cáo của chính thương hiệu đó. Tính trung thực, sẵn sàng khen hoặc chê khi đánh giá sản phẩm là thứ giúp KOC chiếm được lòng tin của khách hàng. Minh Hằng, một sinh viên tại Hà Nội, đã nhận được hàng trăm nghìn tài khoản theo dõi trên nền tảng mạng xã hội qua nhiều video đánh giá về thời trang và mỹ phẩm. Trở thành một KOC thì mình sẽ được lựa chọn sản phẩm theo sở thích và
theo cái sự hiểu biết của mình thì mình sẽ review được kỹ hơn và cái trải nghiệm của mình sẽ đúng đắn hơn. Còn nếu mà làm một KOL thì mình nhận phí để giới thiệu sản phẩm đó mà chưa chắc mình đã có sự hiểu biết về sản phẩm đấy, hoặc là mình cũng không thể nào mà nêu ra được cái đánh giá khách quan về sản phẩm đó được. Bản thân mình thì khi mà xem các video review, đặc biệt là về mỹ phẩm hay là đồ ăn, thì mình cũng khá là bị ảnh hưởng. Điều đầu tiên mình cần đấy chính là cái sự chân thực. Mình muốn là cái hình ảnh món ăn hay hình ảnh sản phẩm ở bên ngoài nó như thế nào, thì khi vào cái video thì nó đúng như thế. Hiện nay, KOC là một trong những giải pháp hữu hiệu được nhiều doanh nghiệp ứng dụng. Tuy nhiên, mỗi KOC lại có tầm ảnh hưởng ở một nền tảng mạng xã hội nhất định. Do đó, tùy vào đối tượng khách hàng hướng đến mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn KOC cho phù hợp. Với những cái chiến dịch mà sử dụng KOC phục vụ cho cái mục tiêu mà tăng doanh số hoặc là bán hàng ấy, thì sẽ đo bằng số lượng chuyển đổi từ người xem sang số lượng người mua, số lượng đơn hàng hay là doanh số sau mỗi cái chiến dịch. Trong khi các KOL truyền thống đem đến hiệu quả về gia tăng độ nhận diện cho thương hiệu, thì KOC sẽ mang đến cho doanh nghiệp con số trực tiếp về doanh thu. Việt Nam với phần đông là người trẻ, tiếp xúc với nhiều công nghệ và mạng xã hội, giúp KOC dần khẳng định vị trí quan trọng của mình trong chiến dịch marketing của bất kỳ nhãn hàng nào. Tại Thừa Thiên Huế hôm nay, các cơ quan chức năng sẽ tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn sót lại trong vụ sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3. Trong 2 ngày qua, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đẩy nhanh công tác tìm kiếm, thế nhưng chưa tìm thấy thi thể nào, mà mới chỉ tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân như là quần áo, giày dép, các bộ phận của xe máy. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự lúc 12 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.